Nhưng từ người bị hại chúng ta biết được, thì ra những công ty người mẫu đó đều là do xã hội đen điều khiển ở phía sau. Có điều bộ phim của Lưu Đức Hoa ngày mai là bắt đầu chuẩn bị rồi. Thế này đi, tôi cần một người khác đi thử vai vậy. Anh Cá Mập, tôi ký. Không sao thì tốt rồi. Nếu cháu mà có mệnh hệ gì thì chú có lỗi với người bố quá cố của cháu đấy. Chú, chú bị sao vậy? Tôi muốn đi theo anh. Được, quan nghênh cậu gia nhập. Anh nghe kỹ cho tôi. Tôi giúp các anh làm gì chính là vì tiền. Nói bao nhiêu tiền phải được bấy nhiêu tiền. Cảnh sát, tất cả đứng yên. Đi thôi, làm cái gì vậy? Đi thôi. Tiểu Hắc, là Trần Phụng Tường. Nhận được tin nhắn thì gọi điện thoại cho tôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chú, nào nào, uống ngụm nước đi. Ngoan. Trước đây uống bia như nước, bây giờ uống nước đúng là không có mùi vị gì cả, còn nhạt hơn uống nước tiểu. Cháu biết, nhưng chờ sau khi chú khỏe lại, mỗi ngày cháu đều mua bia cho chú uống. Còn bây giờ phải uống nhiều nước hơn, biết không? Chú của cháu tuy bây giờ đã lỗi thời, nhưng chú không có ngốc. Bệnh của chú phức tạp như vậy, cháu đi đâu tìm ra nhiều tiền như vậy chữa bệnh cho chú chứ? Tiền? Chú không cần lo lắng, cứ giao cho cháu nhé. Có phải cháu đi theo Cá Mập không? Cá Mập? Làm gì có chuyện đó. Bố cháu cái gì cũng giỏi hơn người khác, nhưng có một điều cháu có học cũng không thể học được, chính là nói dối. Điểm này cháu y hệt bố cháu. Đừng gạt chú. Rốt cuộc có phải hay không? Thật ra mấy tháng nay chú thấy cháu không bị thương chỗ này thì bị thương chỗ kia, chú đã sớm đoán được rồi. Nhưng mà chú à, từ đầu cháu đã nói rõ với Cáo Mập rồi, bán mạng giúp hắn thì được. Nếu bắt cháu làm những chuyện không có tính người, cháu tuyệt đối sẽ không làm. Cháu đừng có ngây thơ như vậy. Nếu xã hội đen mà không làm chuyện thương thiên hại lý thì mọi người đã quang minh chính đại từ lâu rồi. Làm gì có chuyện nhìn thấy cảnh sát là quay đầu bỏ chạy. Này, nhưng lúc bây giờ vẫn chưa theo hắn lâu, hãy mau đi đi. Đi. Bệnh của chú phải làm sao? Cháu không cần lo cho chú. Chú chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mấy tên bác sĩ quá lợi hại, làm cho chú có chết cũng chết không được, nhưng lại không cho chú uống rượu. Nếu như vậy chú thực sự thà chết đi cho xong. Chú à, đừng nói những lời này. Cháu đã nói chuyện với bác sĩ rồi, giúp chú tìm một lá gan tốt. Sau khi thay rồi, cháu sẽ uống rượu cùng chú mỗi ngày nhé. Thay cái gì? Chú cũng đâu phải nhân vật lớn gì. Sống thêm vài năm, chẳng phải bắt chú chịu tội thêm vài năm sao? Nếu cháu kiếm được tiền thì cứ tiết kiệm, sau này nhất định sẽ cần dùng. Chú, sau khi bố cháu ra đi, chú là người thân duy nhất của cháu. Chú cứ xem như cho cháu một cơ hội, làm chuyện gì đó cho bố cháu xem, có được không? Được. Cháu quan tâm chú như thế tất nhiên là được rồi. Có điều con người của Cá Mập nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn, chưa bao giờ hắn làm ăn lỗ vốn. Cháu đi theo hắn nhất định phải luôn cẩn thận. Tóm lại, bảo cháu đi hướng đông thì cháu đi hướng tây, bảo cháu đi hướng tây thì cháu nói cho hắn cháu muốn đi hướng đông. Cháu hiểu. Chú yên tâm, cháu là Tiểu Hắc đấy. Ừ.
Cháu cho bố cháu đúng là giống y như đúc, nhân hậu, nghĩa khí. Cháu phải tự cẩn thận. Nhớ đấy, giang hồ này thật sự rất đáng sợ, biết chưa? Anh Siêu. Đúng rồi anh Siêu. Sao tối qua tên tế qua đó có động tĩnh gì nữa không? Động tĩnh? Nó chẳng làm được trò gì đâu. Nếu không phải cơm đến kịp lúc thì ta đã xử nó từ lâu rồi. Mày đó, còn nó là đánh nhau rất giỏi, thể diện bị mày làm cho mất hết rồi. Xin lỗi anh Siêu. Thằng cá mập đó cũng vậy, ai nấy làm việc của mình đều rất là tốt. Nhìn thấy tao kiếm được chút tiền liền muốn đến chia phần. Nằm mơ đi. Không phải anh Siêu, phía hắn đến gây sự với chúng ta, có cần làm chút chuyện gì không? Vẫn là làm chuyện gì đó sẽ tốt hơn. Có tin gì không? Em nghe người bên ngoài nói cá mập mà mấy công ty người mẫu ở bên ngoài rất xảo quyệt, lừa cả con gái nhà người ta. Gian xảo vậy sao? Phải à, bây giờ ai cũng mộng làm ngôi sao, dễ bị lừa mà. Có thể cá mập thấy chúng ta làm ăn tốt, muốn nuốt luôn chỗ của chúng ta thành một con rồng. Như vậy không phải cách. Một thời gian nữa trôi qua, hắn thực sự làm lớn rồi thì chúng ta sẽ không còn chỗ đứng nữa. Suy nghĩ xem xử lý hắn. Dân, anh Siêu thế nào, làm ăn tốt không? Cũng được à. Anh Từ, anh đến rồi à? Phải, giờ tăng ca là đến tìm cô. Tôi còn tưởng anh sẽ quên chứ. Làm sao mà quên được. Đi ăn khuya thôi. Hôm nay không ăn có được không? Được. Sao vậy? Không được khỏe à? Không phải, tôi muốn giảm cân thôi. Giảm cân? Giảm cân cái gì chứ? Muốn làm người mẫu à? Anh đừng trêu tôi nữa. Hay là chúng ta lấy đồ uống ở đây, ra bên ngoài ngồi nói chuyện đi. Cũng được. Uống gì nào? Uống sữa. Thôi đi. Phải rồi, tiểu chủ. Trước khi Linh mất tích, cô ấy có điều gì khác lạ không? Vậy thì không có. Nhưng có một buổi tối nọ, cô ấy rất là vui, chạy đến đây nói với tôi, nói là cô ấy sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình. Thực hiện ước mơ. Lúc đó cô ấy thật sự rất là vui, nhưng mà không chịu nói gì cả. Kể từ sau tối hôm đó thì tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Anh Tường, có khi nào Linh Linh bị người ta giết hại rồi không? Đừng bi quan như vậy. Hay là cô nói xem, cô quen biết với Linh Linh nhiều năm như vậy, cô nghĩ ước mơ của cô ấy là gì? Cô ấy à? Từ bé đến lớn, ước mơ lớn nhất của cô ấy là làm ngôi sao. Kể từ nửa năm nay, xuất hiện một vài người tự xưng là người của công ty người mẫu. Dù chỗ các cô gái trẻ, nó có thể giúp họ làm ngôi sao, gặp họ tham gia các lớp trang điểm hoặc diễn xuất. Nhưng cuối cùng tất nhiên là không trở thành ngôi sao được, còn khiến bản thân nợ một số tiền lớn. Cô ấy nói với tôi phải thường xuyên đi phỏng vấn các công ty người mẫu, công ty điện ảnh gì đó, bảo tôi đi cùng cô ấy. Anh Tường, anh Tường, anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại đột nhiên ngay người ra thế? Tôi nghĩ ra được một vài khả năng. Tiểu chủ, tôi đi đây. Nếu Linh Linh có bất kỳ tin tức gì thì hãy lập tức báo cho tôi biết. Ừ, tôi đi đây. Anh nhớ cẩn thận. Cô cũng vậy. Tạm biệt.
Alo, Hi Trấn. Trấn, anh Trần. Cô Trấn còn văn phòng mà, vậy thì tốt. Có phải có chuyện gì không? Sếp đang đưa cho cô hồ sơ về các công ty người mẫu phải không? Phải, cô đã xem chưa? Tôi xem rồi, chờ một chút nhé. Rồi, cô có thể nói ngắn gọn cho tôi biết, trong nhiều hồ sơ cùng loại như vậy, có bao nhiêu vụ án là liên quan đến mất tích? Có 5 vụ. 5 vụ này có đặc điểm chung là gì? Ngoại trừ vụ cuối cùng xác định là báo án nhầm ra, thì 4 vụ còn lại đều có liên quan đến một công ty tên là Giải trí Thiểm Thiểm. Người điều hành là ai? Rất kỳ lạ. Người điều hành trên pháp lý của công ty này là một phạm nhân đang ngồi tù. Có điều căn cứ vào tài liệu mà chúng ta có được từ nạn nhân thì có liên quan đến một người tên là Dư Giang Sa. Cá mập? Cá gì cơ? Tôi không hiểu đang nói gì nữa anh Trần. Được rồi, cảm ơn cô Hi Chấn. Tạm biệt. Cá mập. Sao thế anh Trần? Tôi đang chạy bộ. Anh tìm tôi có việc gì sao? Được, tôi chạy thay đồ xong sẽ qua. Được. Anh Trần, chào. Không làm phiền cậu chứ? Không có. Bình thường sau khi tăng ca tôi cũng chỉ chạy bộ luyện quyền thôi. Có chuyện gấp tìm tôi sao? Cậu xem, tòa nhà này trên lầu 8 có một công ty, là công ty người mẫu tên là Thiểm Thiểm. Theo tài liệu mà sếp đưa cho chúng ta thì có liên quan đến một người tên là Cá Mập. Cá Mập của Hồng Lạc. Nếu như tôi đoán không nhầm, Cá Mập mượn danh công ty người mẫu này để gạt những người có mộng làm ngôi sao, làm cho họ ký hợp đồng rồi nợ một số tiền lớn. Nếu như không có tiền trả thì xem như thành con nợ, rồi đẩy họ đến công ty cho chai nặng lãi của mình, lừa sạch tiền của họ. Thảo nào mấy năm nay Cá Mập lại yên tĩnh như vậy thì sao là đổi nghề? Xã hội đen chuyển tới chuyển lui đều là như vậy. Bề ngoài mặc dù là làm ăn đường hoàng chính đáng, nhưng cũng không bỏ được cờ bạc, ma túy, mại dâm. Có điều tôi nghĩ hoài không hiểu, Cá Mập mở một công ty lớn như vậy, có lẽ không phải là vì tìm nguồn khách cho công ty cho chai của mình. Tôi không hiểu. Cậu nghĩ xem, đến mấy công ty người mẫu như thế này thì 80% là phụ nữ. Loại người như Cá Mập biết được tất cả những con nợ đều là phụ nữ thì hắn sẽ nghĩ gì? Cho nên anh tìm tôi gấp như vậy là gì? Chưa chắc chắn. Tôi chỉ suy đoán, làm sao mới biết được? Siêu mù. Có lẽ là chuyện hôm qua vẫn chưa giải quyết xong. Đi theo. Này người đẹp. Người mẫu à? Không có gì, về nhà ngủ đi. Chuyện gì vậy? Siêu mù. Chúng ta ai nấy đều là đại ca, không phải anh đưa người tới phá chỗ của tôi đấy chứ? Đi gây sự mà chừng ít người như vậy sao? Vậy anh muốn làm gì? Mày là thứ mấy chứ? Này Cá Mập. Siêu mù. Lâu lắm rồi không gặp anh. Anh tìm tôi có gì cả? À, tối qua anh bảo Tế qua đến nói với tôi là có việc làm ăn cần bàn. Cá Mập, anh có biết là anh khó hẹn được lắm không? Đúng chứ. Anh có chuyện tốt muốn cho tôi. Đúng lúc tôi đi ngang nên tới tìm anh. Thật sao? Thế nào? Anh có ý kiến gì đối với chuyện hợp tác của chúng ta không? Hoàn toàn không có ý kiến. Anh đã để mắt đến việc làm ăn của tôi mà. Chia một nửa cho anh. Có phải là anh em tốt không? Việc làm ăn của anh cũng chia cho tôi một nửa. Rất là hợp lý. Siêu mù à, tôi thật không ngờ anh cũng có hứng thú với công việc làm ăn cỏn con này của tôi. Hay là thế này đi, suy cho cùng cũng từng là anh em. Nếu anh chịu làm cùng tôi, công ty người mẫu này sẽ chia một nửa cổ phần cho anh. Anh em tốt. Anh xem tôi là thằng mù sao? Anh cũng biết nói. Tôi chứ anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, như là anh em ruột. Tôi còn không biết anh nghĩ thế nào. Công ty người mẫu này của anh chỉ là vỏ bọc thôi. Việc làm ăn thật sự là khách sạn ở gần đây đúng không? Không biết anh đang nói gì. Cá Mập, trước khi đến tìm anh tôi đã tìm hiểu kỹ rồi.
Đấy, em mượn tiền không trả thì đi tiếp khách chứ gì. Đúng là làm ăn lớn. Tôi có nói sai không? Muốn đi đâu vậy? Anh tới qua. Siêu mù. Anh đang muốn ép tôi trở mặt với anh đúng không? Tôi thật sự muốn xem thử xem anh làm sao mà trở mặt với tôi. Cảnh sát. Công ty người mẫu Thiểm Thiểm phải không? À, Phương Hoàng, bao nhiêu năm rồi không gặp. Tìm tôi có gì cả? Phải. Anh qua Hồng Lạc bao lâu thì tôi chưa gặp lại anh bấy lâu. Anh nên biết là bây giờ phải gọi tôi là sếp Trần chứ không phải là Phượng Hoàng. Đều như nhau thôi. Hai sếp à, có chuyện gì không? Chúng tôi đi ngang qua, biết các anh đang nói chuyện. Muốn biết các anh nói cái gì, tiếp tục nói chuyện đi, đừng để ý đến chúng tôi. Hai sếp đây đã nể mặt tôi như vậy. Tế Quang, đi lấy đồ uống đến đây, tiếp đãi hai chị sếp này. Chân. Kệ cậu ta. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Alo, anh tới qua. Tiểu Hắc, cậu dẫn cô gái đó đi cho tôi. Được, biết rồi. Bây giờ làm cảnh sát có quen không? Liên quan gì đến anh? Đúng là không liên quan đến tôi. Không cần khách sáo đâu sếp. Đã gọi cho ai vậy? Hả? Tôi hỏi cậu đã gọi cho ai? Được thôi. Tôi thấy là không có chuyện gì. Vậy chúng tôi đi đây. Đi nhanh vậy sao? Vẫn chưa uống nước mà. Hai sếp, chúng tôi ngủ sớm dậy sớm, khác với các anh. Sư mù, có thể đi được chưa? Tôi cũng có hẹn người khác đi uống rượu. Đi trước nha. Đi trước nha, cá mập. Không tiễn. Phượng Hoàng. Sao rồi? Đã thông báo cho chuẩn cô gái đó đi chưa? Gọi cho Tiểu Hắc rồi. Nếu không ổn thì bây giờ em qua đó. Không được. Tuyệt đối không được. Cái tên Phượng Hoàng này có lẽ vì siêu mù nên mới tới đây. Nếu bây giờ mày mà ra ngoài sẽ làm hỏng chuyện. Bảo Tiểu Hắc tự lo đi. Chân. Đi vội vàng chạy. Anh siêu mù. Sếp Trần, không xảy ra chuyện gì, chẳng có gì để nói cả. Lên đó tìm cá mập nói chuyện mà chỉ có bấy nhiêu người thôi sao? Chắc là phải còn người nữa. Đang trốn ở đâu vậy? Thật sự không biết anh đang nói gì. Thật sự không biết tôi đang nói gì. Đại bằng, tối nay hai chúng ta sảnh rỗi như vậy, anh siêu đi đến đâu thì chúng ta đi đến đó. Sỏ. Đi. Bên phía khách sạn không sao chứ? Ổn ạ. Bên kia có quán trà, qua đó uống trà đi. Vâng. Giờ sau đây anh Trần, anh siêu nói đi uống trà thì chúng ta cứ đi theo thôi. Được, tôi thích đi uống trà lắm. Này, tên hôm qua kìa, qua đó đi. Thật ngại quá, tránh đường. Anh siêu nói rồi, tối nay khách sạn này ai cũng không được ra vào. Mau đi đi.
Anh Trần, có chuyện này tôi không hiểu. Chuyện gì? Chúng ta muốn tìm hang ngủ của cá mập, tại sao không trực tiếp đi tìm cá mập mà phải ra tay từ siêu mụ? Cậu nghĩ đi, nếu như là một người khó xử lý, làm sao dễ dàng nói cho cậu biết? Ngược lại, ra tay với kẻ thù của hắn thì sẽ dễ hơn nhiều. Vậy cũng đúng. Nhanh lên đi chứ, xem ra tối nay uổng công một phen rồi. Một giờ rồi à? Xin lỗi, tôi còn cuộc điện thoại. 9988 trả lời. 9988. 8899. Hôm qua tôi gọi điện đến hỏi chị gì, kiểm tra lại những tin nhắn trước đó có không. Anh muốn nghe lời nhắn của cô Linh Linh. Tổng cộng có 38 lời nhắn. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin cuối cùng. Tin nhắn cuối cùng của cô Linh Linh gửi cho anh là: nó bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm, bảo anh lập tức đến phòng số 610 ở khách sạn Lạc Gia cứu cô ấy. Nhắn từ khi nào? Tối hôm qua. Được, cảm ơn. Này, anh tới qua bảo tôi dẫn cô đi. Anh Trần, tôi có chuyện phải đến khách sạn Lạc Gia. Tên đó bị điên. Anh là ai? Anh đừng qua đây. Linh Linh, sao biết tên của tôi? Tôi... chỗ này nguy hiểm lắm, tôi đưa cô rời khỏi trước. Nào, đi thôi. Cô ở trong này, từ đó không được mở cửa. Tôi là cảnh sát. Anh nói là cảnh sát thì là cảnh sát sao? Linh Linh, anh có thể đi được chưa? Mau đi thôi. Anh có đau không? Tôi giúp anh cầm máu trước đã. Lúc nãy, xin lỗi anh, tôi tưởng anh ép tôi tiếp khách, cho nên ra tay có hơi nặng. Sao anh lại nhìn tôi?
Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Cô thực sự quên tôi rồi sao? Anh có quen tôi à? Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ ra. Bọn họ nhốt cô bao lâu rồi? Tôi không biết. Mấy tuần rồi? Bọn họ ép cô tiếp khách sao? Tại sao cô không báo cảnh sát? Tôi thiếu họ tới mấy trăm nghìn. Tất cả đều có biên lai. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Bọn họ còn giữ hộ chiếu của tôi. Còn nói cho dù tôi đi đến đâu cũng có thể tìm được tôi. Tôi cũng đâu có làm sai điều gì. Tôi chỉ muốn làm việc mà mình thích thôi. Tôi không ngờ sẽ bị người khác lừa. Tôi đã rất cẩn thận rồi. Sao lại như vậy chứ? Không cần sợ, có tôi ở đây. Anh phải giúp tôi. Anh nhất định phải giúp tôi. Tôi không muốn quay trở về đó nữa. Alo, alo. Tìm thấy người chưa? Cô ấy đang ở cạnh tôi. Tốt, dẫn cô ta đến khách sạn công chúa đường Portland. Sẽ có người đón cô ta. Đại ca, thế nào? Đi theo tôi. Này, Đại Bằng. Đại Bằng, sao thế? Sao lại như vậy? Tôi đã không nói cho anh. Thực ra Linh Linh có gọi cho tôi, bảo tôi đến phòng 610 khách sạn này để cứu cô ấy. Nhưng tôi cứ mặc kệ cô ấy. Người đâu? Chắc là bị người đánh ngất tôi dẫn đi rồi. Sau này cậu đừng tự ý hành động một mình. Lần này cậu không sao, xem như may mắn. Bởi vì tôi biết chuyện mất tích của Linh Linh là có thể tránh được, cho nên tôi muốn làm giúp chuyện để bù đắp. Bỏ đi, tôi vẫn chưa tìm được cô ấy, nhưng cũng xem như có manh mối rồi. Có đi được không? Không vấn đề gì. Tôi sẽ bảo đồng nghiệp ở dưới lầu lên xử lý những chuyện còn lại. Đúng rồi. Nói thật, cậu đánh giỏi như thế mà. Bộ cậu bị rất nhiều người đánh sao? Không phải, chỉ một người. Một người thôi à? Lợi hại vậy sao? Tên đó quả thật rất lợi hại. Hai người sau khi tan làm tự ý hành động, vi phạm nghiêm trọng quy tắc cảnh sát, như thế rất nguy hiểm. Xin lỗi sếp. Là tôi bảo Đại Bằng đi. Tôi bằng lòng chịu mọi trách nhiệm cho chuyện này. Sếp, tuy hai người họ không đúng, nhưng họ đánh bậy đánh bạ là tìm được thông tin về cá mập, cũng xem như là quà. May mà lần này không sao. Nhưng tôi hy vọng không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Được chứ? Dân thưa sếp. Anh Trần, bước tiếp theo anh tính làm thế nào? Lần này sương mù và cá mập, chó cắn chó, khiến chúng ta điều tra được chân tướng chuyện làm ăn của cá mập. Đầu tiên, hắn dùng công ty người mẫu để lừa các cô gái không biết gì. Sau đó vì không có cách nào để trả tiền nên đẩy họ cho đường cùng. Tôi đoán Linh Linh mất tích cũng là một trong số những người bị hại. Chỉ cần có thể tìm được cô ấy, chúng ta sẽ có nhân chứng đi triệu chứng cá mập, một lưới tóm gọn bọn chúng. Được. Thi Dấn, cử hình của cô gái này cho các đồng nghiệp khác để họ có thể chú ý giúp chúng ta. Chân thưa sếp. Anh Trần, anh dẫn theo Đại Bằng và Tiểu An tiếp tục đi điều tra, xem coi có thể điều tra được manh mối gì không. Chân thưa sếp. Lão quỷ, anh ấy là đây, sẵn sàng chi chuyện bất cứ lúc nào. Chân thưa sếp. Được rồi, giải tán.
Anh Tường, tiểu chủ. Lượng nhân gọi cô đến cục cảnh sát, không làm cô sợ chứ? Không phải Linh Linh xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vẫn chưa chắc chắn. Nhưng chúng tôi nghi ngờ cô ấy có liên quan đến vụ án công ty người mẫu lừa đảo, cho nên mời cô đến đây để lấy lời khai, xem thử có thể tìm được Linh Linh hay không. Tôi biết cô ấy. Từ từ thôi, đừng gấp. Lát nữa sẽ có cảnh sát khác vào đây lấy lời khai của cô. Tôi vào đây là muốn hỏi cô có cần mua chút gì ăn không, bởi vì có thể phải đợi rất lâu. Không cần, không sao đâu. Thật chứ? Được, vậy cô đợi một lát. Hy Chấn, tại sao cô với cô ấy đều là phụ nữ mà anh Trần đối xử với cô ấy ân cần như thế? Còn đối với cô thì tôi nghi ngờ bản thân mình chưa đủ nữ tính. Vậy cô phải kiểm điểm lại mình đi. Các người muốn chết à? Trong giờ làm việc lại đi đùa giỡn mấy trò nhảm nhí như vậy. Hy Chấn, cô lấy lời khai đi. Biết rồi anh Tường. Ý gì đây? Anh Trần, không chui rồi, không chui rồi. Biết rồi anh Trần. Anh Tường, anh thật là đẹp trai. Muốn chết hả? Các người thật đáng ghét. Cô Tống, bây giờ tôi bắt đầu lấy lời khai của cô. Cô có thể nói lần cuối cùng cô với Linh Linh bạn cô gặp nhau là ở đâu và thời gian là khi nào không? Không cần sợ, cô cứ yên tâm nói đi. Lần cuối cùng cô gặp cô ấy là khi nào? Cái gì? Không thấy con nhỏ đó. Phải. Mã Dương nói khách hàng rất tức giận, muốn đòi lại tiền. Đòi lại tiền? Tiểu Hắc đâu? Đã gọi cho cậu ta mười mấy cuộc rồi nhưng vẫn không trả lời. Lẽ nào thật sự bị sương mù dẫn đi rồi? Sương mù thích khoe khoang như vậy. Nếu hắn tìm được thì đã gọi đến khoe cho chúng ta từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có gọi. Em nghĩ không phải hắn đâu. Đại ca, anh nghĩ gì thế? Ta lo nhất không phải siêu mù dẫn bọn họ đi. Điều ta sợ nhất là anh sợ họ ở trong tay cảnh sát chứ gì. Cá mập, cẩn thận chút, đừng ăn nói lung tung. Gì vậy, các sếp? Tối qua mới gặp xong. Sao thế, nhớ chúng tôi rồi à? Tối qua là thân phận cá nhân, bây giờ là đại diện cho cảnh sát Hồng Kông mà đến. Mong anh hợp tác. Được, anh muốn chúng tôi hợp tác thế nào? Đây là lệnh khám xét. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo thương mại. Mà anh hợp tác với chúng tôi, đồng nghiệp của tôi sẽ lục soát chỗ này. Sếp, tôi là một người kinh doanh hợp pháp. Anh nghi ngờ tôi điều gì chứ? Điểm này tôi không cần thiết phải giải thích với anh. Nếu anh không hợp tác, tôi sẽ suy xét dẫn anh về cục cảnh sát. Được rồi, tế qua. Chân, dẫn hai vị cảnh sát này chào một chồng đi. Chân, nào, hai anh đi khám xét thử đi. Dân, thưa sếp. Ngồi tự nhiên đi. Không cần. Sếp họ gì? Tôi họ Lưu. Sếp Lưu đúng chứ? Tôi tin trước khi anh đến có lẽ đang nghe Phượng Hoàng nói qua lịch sử của tôi rồi. Là thế này, con người cá mập tôi trước giờ làm việc đều rất cẩn thận. Chỉ cần tôi có thể mở cửa làm ăn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phi pháp. Tôi khuyên các anh đừng lãng phí thời gian nữa. Vậy sao? Nhưng đây là lệnh của anh Trần, bảo tôi hễ có thời gian thì tới thăm anh. Xin lệnh khám xét thôi mà, mất chút thời gian là xong rồi. Rất đơn giản. Có phải các anh không muốn cho tôi làm ăn không? Anh không thể làm ăn có liên quan gì đến tôi. Sếp Lưu, rốt cuộc anh muốn thế nào? Có một cô gái mất tích tên là Lý Linh, anh có từng gặp qua chưa? Không có ấn tượng. Không có ấn tượng. Vậy thì hết cách rồi. Trước khi tìm thấy cô ấy, mỗi ngày tôi sẽ đều đến thăm anh. Còn nữa, nói với đàn em của anh, cái người da ngăm đen ấy, nếu có cơ hội thì đại bằng tôi muốn đấu cho anh ta một lần nữa. Mọi người về thôi. Tuân lệnh.
Chỉ tìm được nhiêu đây? Đồ này đều đã lỗi mốt rồi. Sao anh có nhiều đồ kiểu vậy thế? Của mẹ anh à? Không phải. Đồ này là của những người phụ nữ trước kia của bố tôi để lại. Hơn 20 năm trước rồi. Chọn đỡ một bộ, thay tạm đi. Chỗ này là một trong những nơi bố tôi từng ở. Không có ai biết, nên rất an toàn. Tạm thời cô ở lại đây đi. Vậy còn anh? Tối nay tôi sẽ không ở đây, cô yên tâm. Tôi ra ngoài xem thử tình hình thế nào. Tiểu Hắc, sao thế? Tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta không thân không thích. Tôi không đáng để anh trở mặt với bọn họ. Thực ra trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Lúc nào? Có phải cô có quen biết với một cảnh sát tên là Phượng Hoàng không? Phượng Hoàng? Không quen. Có phải anh đang nói đến anh Tường không? Tên anh ấy là Trần Phụng Tường. Thì sao anh cũng quen biết anh ấy? Vậy thì đúng rồi. Tôi nhớ rồi. Có phải là đồ ngốc ngồi đối diện với anh Tường lúc tôi cùng tiểu chủ đi ăn khuya lần trước không? Nhưng tôi không hiểu cho lắm. Anh với anh Tường là bạn bè, tại sao lại làm chuyện cho cá mập? Nói ngắn gọn thì giống như chuyện cô không muốn tìm cảnh sát xin giúp đỡ vậy. Tôi cũng không muốn làm phiền anh Phượng Hoàng. Lần này chúng ta phải dựa vào bản thân mình. Là tôi liên lụy anh. Thật xin lỗi. Đừng nói thế. Cô có đói không? Đói lắm rồi. Tôi đi mua đồ ăn cho cô. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Alo, chuyện gì? Có chuyện như vậy sao? Cậu trông chừng hắn cho tôi. Một lát sẽ gọi cho cậu. Anh Siêu, có người đã nhìn thấy tên Tiểu Hắc đó ở đại phố Tử. Cái tên đó với mày tối hôm đó sao? Phải. Tối qua đàn em của chúng ta nhận ra được, chính là hắn đã vào trong khách sạn dẫn cô gái đó đi. Chúng ta may mắn rồi. Cá mập tìm cả buổi tối cũng không tìm thấy cô gái đó. Đây để người của chúng ta nhìn thấy. Xem như anh ta không may rồi. Tối nay mày chẩn theo đàn em, gọi hai xe đến đó, chẩn thằng đó ra đây. Dân. Sau đó họ nói cô gái đó đang ở đâu. Alo, ta bắt đầu may mắn rồi. Phải, đi mua vé số thôi. Gọi hai xe đến đó, cứ như vậy đi. Chú, sau khi bố cháu ra đi, chú là người thân duy nhất của cháu. Cho cháu một cơ hội, làm việc gì đó cho bố cháu xem. Hắn dùng công ty người mẫu để lừa các cô gái không biết gì. Sau đó chị không có cách nào để trả tiền, nên đẩy họ vào đường cùng. Chỉ cần có thể tìm được cô ấy, chúng ta sẽ có nhân chứng đi trị chứng cá mập. Một lưới tóm gọn bọn chúng. Mấy em mượn tiền không trả thì đi tiếp khách chứ gì. Đúng là làm ăn lớn. Siêu mù, anh đang muốn ép tôi trở mặt với anh đúng không? Cô ấy nói cho tôi phải thường xuyên đi phỏng vấn ở công ty người mẫu, công ty điện ảnh gì đó. Bảo tôi đi cùng cô ấy. Anh nhất định phải giúp tôi. Tôi không muốn quay trở về đó nữa. Anh Siêu, có người đã nhìn thấy tên Tiểu Hắc đó ở đại phố Tử. Gọi hai xe đến đó dẫn thằng đó ra đây. Anh phải đi à? Đã muộn lắm rồi, cô nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai tôi lại tới thăm cô. Tiểu Hắc, anh qua đây một chút đi. Ngồi xuống đã. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org.
Có đau không? Anh gạt tôi. Nhất định là rất đau. Tôi... Muộn lắm rồi. Tôi phải về thôi. Muộn thế này mang nhiều đồ như vậy, muốn đi đâu? Bạn gái đấy à? Chạy đi Linh Linh. Bắt cô ta lại. Đồ vô dụng, lên đi. Con trai, con nghe đây. Sau này nếu có một đám người bao che tấn công con không cần sợ. Nhất định phải bình tĩnh. Tìm ra kẻ cầm đầu là ai, sau đó tóm hắn trước, biết chưa? Tiểu Hắc, bỏ xuống, nếu không tao sẽ rạch mặt cô ta. Tránh ra đi, đồ đáng chết. Đi chết đi. Này, mày đó. Sau này đừng mua mấy loại tạp chí này nữa, xem hại con mắt. Alo, tôi đây. Siêu mù, tìm tôi có gì cả? Không có gì, có chuyện làm ăn muốn bàn cho anh. Tôi có chuyện làm ăn nào có thể bàn cho anh chứ? Không phải anh có tên đàn em đánh nhau rất giỏi, tên Tiểu Hắc sao? Tôi bắt được nó và vợ nó. Tối qua nó đánh mấy thằng đàn em của tôi bị thương. Nếu anh mặc kệ thì tôi tự quyết định đó. Chờ. Các người đang ở đâu? Ở nhà xe của tôi. Tôi chờ anh. Đại ca, là siêu mù hả? Hắn nói vừa bắt được Tiểu Hắc và vợ của nó. Bảo ta đến nhà xe gặp. Chờ, cậu ta vẫn chưa kết hôn mà. Có khi nào là con nhỏ đó không? Bây giờ chuyện đã hỏng bét. Cảnh sát đang đi khắp nơi tìm cô ta. Tế qua chân. Không thể giữ lại con nhỏ đó. Lát nữa tìm cơ hội xử lý nó đi. Dân. Nhóc con, cậu đánh nhau khá lắm. Thế nào, tìm được vợ rồi à? Cũng đẹp đấy. Nhưng mà phong cách ăn mặc có hơi không ổn. Này, nghĩ xem. Nếu đi theo tôi, kiếm được tiền rồi thì sẽ có tiền mua đồ cho vợ mà. Anh muốn thế nào? Tôi chẳng muốn thế nào cả. Cậu cũng biết đại ca của cậu cứ luôn muốn nuốt việc làm ăn của tôi. Tôi chỉ muốn tìm anh ta đến bàn bạc. Anh muốn nói chuyện cho anh ta, tại sao lại bắt chúng tôi đến đây? Này, con người cá mập gian xảo như vậy. Có hai người ở đây, không phải dễ nói chuyện hơn sao? Cô có sao không? Không sao. Bọn mày rảnh rỗi thì dọn dẹp chút đi.
Hai chị chờ một chút. Anh Tường, để anh tốn kém mời tôi ăn ở đây, thật sự ngại quá. Quen biết lâu như vậy, lần nào cũng ăn ở quán trên đường. Tôi thấy hôm nay có chuyện ở bên ngoài nên muốn mời cô một bữa ngon. Không quen biết các anh, tôi cũng không biết. Thì ra cảnh sát cũng có nhiều người tốt như vậy. Có thể là do cô đã xem phim Hồng Kông nhiều quá nên hiểu lầm chúng tôi. Đúng vậy, giống như Linh Linh vậy, cứ tưởng một đêm thành sao như trong phim là thật nên mới bị người ta cà. Bây giờ còn mất tích nữa, tôi thực sự rất lo lắng cho cô ấy. Đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Sao thế anh Từ? Tại sao anh không hẹn họ? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Không có gì. Lúc nãy nghe mọi người nói sếp Tiểu An thường phải tranh thủ chạy nhà để ăn cơm với vợ. Còn sếp Trương có một người bạn gái quen rất lâu năm. Sếp Lão Quỷ có cậu con trai cũng sắp tốt nghiệp trung học rồi. Cho dù là Madame Hy Chấn thì cũng có một người bạn trai rất tốt. Vậy thì chỉ còn lại một mình anh Tường là độc thân, nên cảm thấy hơi lạ thôi. Anh không muốn nói thì không cần nói đâu. Thật ra chuyện này ngay đến cấp trên trước đây của tôi cũng không biết. Không lẽ anh thích đàn ông ư? Tôi giống sao? Mấy năm trước tôi chờ một người phụ nữ, gần như đã tính tới chuyện kết hôn. Vậy tại sao sau đó lại chia tay? Bởi vì tôi đã làm một chuyện mà cả đời này cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Anh ngoại tình à? Hay là anh có người thứ ba ở bên ngoài? Nếu là như vậy thì ngược lại tôi sẽ không quá buồn. Cô có biết không, việc bất lực nhất trên thế giới này chính là làm một việc có lợi với đại đa số nhưng lại làm tổn thương thiểu số. Cho dù có được cả thế giới nhưng ngược lại có thể mất đi một số thứ, thậm chí là người thân thiết nhất. Cô có hiểu tôi đang nói gì không? Tuy rằng tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì, nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Giống như một người từng bị đuối nước vậy. Kể từ đó không bao giờ dám bơi nữa. Tôi nói có đúng không? Xin lỗi anh Cường, làm cho tâm trạng anh không được vui. Cảm ơn. Không sao, ăn canh trước đã. Sao vậy? Tôi nhớ lại lời anh nói khi nãy. Anh từng gặp được một người khiến anh cảm thấy phải so sánh với cả thế giới. Nhất định chị ấy là một người rất tuyệt vời. Nhưng tôi lại nghĩ, từ bé đến lớn tôi cảm thấy bản thân mình rất bình thường. Không biết một người phụ nữ bình thường như là tôi liệu có thể khiến anh dễ dàng bơi lại hay không. Anh Thường, có phải tôi đã nói chuyện khiến anh không vui nữa không? Không phải. Chỉ là tôi đang nghĩ nên đi đâu mua quần bơi. Mau ăn đi, nguội rồi ăn không ngon đâu. Vâng. Anh Thường, tôi định nói với bà nội sẽ không phụ làm ở tiệm nữa.
Tôi muốn đi tìm việc làm. Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này? Cũng không phải là đột nhiên. Tôi luôn muốn biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Bệnh của bà nội cũng sắp khỏi rồi. Tôi cảm thấy đã đến lúc rồi. Ừ. Cô định tìm công việc gì? Tôi nhớ trước đây tôi có nói với anh, tôi học mỹ thuật, chuyên ngành mỹ thuật. Tôi muốn tìm một công việc có liên quan đến mỹ thuật. Thiết kế thời trang, thiết kế nội thất đều được. Tóm lại, chỉ cần có liên quan đến sở trường của tôi là được. Sao thế? Có phải anh sợ sau này khi về nhà không nhìn thấy tôi nữa, cảm thấy tiếc phải không? Ngốc quá. Lẽ nào tôi muốn nhìn thấy cô bị nhốt ở tiệm tạp hóa cả đời sao? Tôi thông minh như vậy. Cô muốn làm gì thì cứ ra ngoài đi làm. Sao anh biết tôi thông minh? Chỉ cần thấy cô mới học tiếng Quảng Đông mới có mấy tháng mà đã nói lưu loát như vậy thì tôi biết rồi. Vậy anh có biết vì sao tôi lại cố gắng học tiếng Quảng Đông như vậy không? Chắc là muốn nhanh chóng hòa nhập xã hội. Không phải. Vậy muốn sớm tìm được công việc. Vậy thì là gì? Bởi vì tôi muốn nói chuyện với người tôi thích bằng ngôn ngữ của anh ấy. Phải, tôi nói anh đó, anh Tường. Anh có muốn quen tôi không? Tôi, à. Bình thường những lời như thế này đều là đàn ông nói với phụ nữ. Rất hiếm khi phụ nữ nói với đàn ông. Bây giờ thời đại đã khác rồi. Chuyện trước đây chỉ có đàn ông làm được. Bây giờ phụ nữ cũng có thể làm được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hôm nay đáng lấy kỷ niệm như vậy. Em không muốn về nhà quá sớm. Hay là chúng ta đi đến nơi khác đi dạo đi. Chị em muốn đi đâu đây? Chỗ nào cũng được. Tóm lại là chỗ em chưa từng đến đều được. Hồng Kông có rất nhiều chỗ em chưa từng đến. Ví dụ như đại ca, lát nữa cá mập đến, anh định làm thế nào? Làm thế nào à? Dù ở sân bóng là tốn không ít tiền của tao, còn đánh nhiều anh em của tao bị thương như vậy, nhất định phải bắt hắn định một vốn. Cô sao rồi? Tôi không sao. Sắp đứt rồi. Mày muốn quay à? Tao có người. Quay phim đó hay biết chừng nào? Đi làm chám chế. Đại ca, cá mập đến rồi. Thế nào cá mập? Đúng giờ lắm. Đừng phí lời nữa.
Người đâu? Tôi còn không gấp, anh gấp cái gì? Tôi đợi anh đến nói bụng luôn rồi. Lát nữa ăn khuya, đi ăn món Triều Châu đi, thấy sao? Được à? Người đâu? Hả? Xem ra tối nay cũng không bàn bạc được rồi. Đói rồi phải không? Hả? Đi ăn khuya với anh nha, tôi mời. Không có hứng à? Không có hứng thì thôi. Tới qua, chúng ta đi. Vâng. Không ngờ không chỉ có siêu mù là mù, mà đàn em của anh ta cũng mù. Còn đứng nữa, mau đi tìm đi. Mù hả? Mày nói cái gì? Đi tìm đi. Đúng rồi, mở trung tâm massage của người khiếm thị là tốt nhất. Sớm muộn cũng ném mày xuống biển. Đến bắt cháu đi, đến bắt cháu đi. Phải rồi, đã lâu không gặp. 8 năm rồi. Em đã sang Canada, mới quay về từ tháng trước. Con trai em à? Phải. Đẹp trai đấy, rất giống em. Mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Anh không cần căng thẳng vậy đâu. Tình hình lúc đó như thế, làm sao em cho anh biết được? Gì chứ, em cũng đâu bắt anh chịu trách nhiệm. Lần này em trở về là chị bố em. Còn bao lâu nữa thì anh bưng ra ngoài? Năm xưa bố em vì tấn công cảnh sát, tàng trữ vũ khí, bản thân còn là thành viên của hội Tam Quàng, nên bị phán 13 năm tù. May mà ông ấy có biểu hiện tốt, trừ đi ngày nghỉ thì còn hơn 2 tháng nữa là có thể ra ngoài. Em có định cho ông ấy biết không? Em không biết. Năm xưa em đi chính là chị không muốn để ông ấy biết. Anh nói xem, anh cảm thấy em nên làm thế nào? Tiểu Phụng, Tiểu Phụng, con đến đây. Xem con chơi kìa, đầu tóc rối bù. Có mệt không? Không mệt à? Có đói không? Không đói. Không đói sao? Muốn ăn gì nào? Không biết. Chơi nãy giờ chắc là cháu mệt lắm rồi. Hay là tôi dẫn cháu đi mua chút đồ uống nhé. Không được uống nước ngọt, biết chưa? Biết rồi à? Ngoan, tôi sẽ trông cháu, chị yên tâm. Chị làm phiền cô rồi. Đi thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Bạn gái anh nè. Ừ. Qua lại cũng được một thời gian. Em cứ tưởng là anh kết hôn từ lâu rồi. Phượng Quang, nếu em giao Tiểu Phụng cho anh, anh có muốn chăm sóc thằng bé hay không? Nếu thằng bé là con trai anh, tất nhiên anh muốn chăm sóc cho nó. Nhưng mà nếu em không tính để thằng bé gặp ông ngoại của nó, vậy liệu em có đi gặp bố em không? Chẳng chưa nghĩ tới. Sao thế? Anh sợ em giúp con cho anh như vậy à? Không phải. Nhưng mà trước giờ đều là em chăm sóc cho thằng bé. Chắc chắn là tình cảm của em và nó rất tốt. Nếu không thì anh nghĩ thế nào? Muốn em quay lại với anh sao?
Đừng có sợ như vậy. Anh chịu thì em cũng không chịu. Được rồi, hay là thế này. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ sắp xếp cơ hội để anh và Tiểu Phụng tiếp xúc với nhau, xem anh có thích hợp làm bố hay không. Nếu như anh có biểu hiện tốt, có lẽ em cũng sẽ suy nghĩ lại. Tôi chạy hết nổi rồi. Anh để tôi nghỉ một chút đi. Để tôi đi mua nước. Ông à, cho cháu hai chai nước suối. Anh có đau không? Anh gạt tôi. Sao lại không đau được? Anh qua đây, tôi rửa giúp anh. Đỡ hơn rồi. Nghỉ thêm chút nữa rồi đi tiếp. Chúng ta đi đâu đây? Tôi thấy cứ trốn bọn họ như thế này cũng không phải cách. Tôi định trở về chỗ cáp mập lấy lại chứng minh thư giúp cô. Sau đó cô không cần chịu sự khống chế của hắn nữa. Trở về chỗ cáp mập như vậy rất nguy hiểm. Chị tôi, anh làm thế có đáng không? Có đáng hay không? Chưa đến lúc cuối cùng thì chưa biết được. Đi thôi. Anh Từ. Hả? Tại sao sau khi anh gặp hai mẹ con chị ấy xong, có vẻ như anh có gì đó khác lạ? Có ư? Người phụ nữ khi nãy chính là người đã từng bị anh làm tổn thương, đúng không? Sao em lại đoán được? Bởi vì anh không nắm tay em nữa. Tiểu Vũ, nếu anh nói với em, anh đã có một đứa con 7 tuổi, thì em nghĩ thế nào? Tiểu Phụng mà. Thì ra Tiểu Phụng là con trai anh. Lần cuối cùng anh gặp A Hân, cô ấy nói cho anh chuyện cô ấy có thai là giả. Cho nên bao nhiêu năm nay, anh cứ nghĩ đây chỉ là cái cớ mà cô ấy bịa ra để muốn gặp anh thôi. Mãi cho đến khi nãy, thảo nào cậu bé ấy tên là Tiểu Phụng. Vậy bây giờ anh tính làm thế nào? Mang thằng bé về chăm sóc ư? Điều này không đến phiên anh quyết định. Anh chỉ biết Tiểu Phụng không thể ở với A Hân mãi được. Bởi vì bố của A Hân là do chính tay anh bắt vào tù. Nếu để bố của ấy biết Tiểu Phụng là con trai anh, thì thằng bé sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Vậy nên, có phải bây giờ anh đang nghĩ sẽ cùng chị Hằng rời khỏi đây không? Vì vậy, anh không thể ở bên cạnh em. Anh Tường, em hiểu rồi. Em không sao. Anh cứ làm chuyện mà anh cảm thấy nên làm đi. Em về đây. Anh tiễn anh tới đây là được rồi. Tạm biệt. Thank you.
Sài Gòn. Anh cá mập, bây giờ trong tay siêu mù, không có chứng cứ của chúng ta, có cần nhân cơ hội này xử hắn không? Không cần. Tìm Tiểu Hắc về trước. Chỉ cần bọn chúng còn ở bên ngoài thì tao không yên tâm được. Nhưng liên lai và giấy tờ của con nhỏ đó đều ở chỗ chúng ta. Cô ta sẽ không chạy xa được đâu. Chắc chắn một chút thì tốt hơn. Mày cử hết tất cả mọi người tìm bằng được bọn nó cho tao. Chân, em biết rồi. Sao cô lại ở đây? Đi. Tiểu Hắc. Này, có chuyện gì từ từ nói. Sao thế? Tôi muốn lấy lại giấy tờ của Linh Linh và biên nhận mượn tiền. Không phải cậu chứ? Ai mượn tiền cũng dùng dao bắt tôi. Phải lấy biên nhận mượn tiền ra giống như cậu. Vậy thì tôi còn làm ăn gì nữa? Anh làm ăn gì thì bản thân anh tự biết rõ. Bé ở đâu? Ở đó. Linh Linh, đi. Cẩn thận dao của cậu, Tiểu Hắc. Cẩn thận dao của cậu. Để ở đâu? Trong ngăn kéo phía sau. Chìa khóa đâu? Được, từ từ nào. Là của tôi. Nè, có thể thả tôi ra được chưa? Đưa biên nhận cho cá mập. Cậu lại muốn thế nào nữa? Đốt nó đi. Bảo anh đốt nó. Được. Đốt. Này, có thể thả tôi ra chưa? Anh cá mập, xin lỗi. Không phải cậu chứ? Cậu chỉ có ngã này. Chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Anh ta không sao chứ? Không sao, chỉ ngất mà thôi. Mau đi thôi. Cảnh sát, giơ hai tay lên. Anh đại bằng. Hai người quen nhau sao? Tôi đã sớm đoán được hai người sẽ quay lại đây. Thay tôi chạy. Đừng mà. Anh đại bằng, Tiểu Hắc là người tốt, đừng bắt anh ấy. Anh ta có phải người tốt hay không thì phải điều tra mới biết được. Giơ hai tay lên. Này, nếu anh không hợp tác thì tôi xem như anh chống cự là cảnh sát. Linh Linh, cô làm gì vậy? Anh đại bằng, tôi cầu xin anh tha cho chúng tôi đi. Tôi là cảnh sát, tôi không thể làm như vậy được. Được thôi. Nếu anh muốn bắn thì bắn tôi đi. Tôi sẽ giúp hai người. Anh giúp tôi sao? Anh có biết tôi đã tìm anh bao nhiêu lần không? Từ lúc tôi đi phỏng vấn, ký hợp đồng, rồi tôi bị ép đi tiếp khách. Anh có biết tôi cảm thấy bất lực thế nào không? Tôi không muốn anh làm gì hết. Tôi chỉ muốn tìm một người để bàn bạc. Nhưng từ đầu đến cuối, anh đều không để ý đến tôi. Giống như tôi có ý đồ gì với anh vậy. Tôi chỉ là một cô gái. Nhưng anh ấy chỉ gặp tôi có một lần. Là có thể vì tôi bị thương hết lần này đến lần khác, còn giúp tôi lấy lại giấy tờ từ trong tay cá mập. Nếu anh là tôi, anh sẽ làm như thế nào? Phải. Trước kia là tôi không đúng. Nhưng Tiểu Hắc quả thật đã phạm pháp. Tôi có trách nhiệm phải bắt anh ta. Tránh ra nào.
Anh chống cự nữa thì tôi xem như anh chống lại cảnh sát. Tiểu Hắc, anh sao rồi? Chúng ta đi thôi. Cậu nói Tiểu Hắc dẫn Linh Linh đi. Thảo nào cái gì? Tối hôm tế qua nhà siêu mụ tụ tập đánh nhau, Tiểu Hắc cũng ở đó. Anh cũng quen biết Tiểu Hắc à? Ừ. Lúc tôi còn làm nội gián, có một lần vì đắc tội với một đại ca ở Hồng Lạc, buộc phải trốn sang Đài Loan. Lúc đó người giúp đỡ tôi chính là bố của Tiểu Hắc. Nếu có người hỏi tôi trước khi tôi phục chức có từng nhận ân huệ của ai không, tôi dám nói chỉ có một mình anh Hắc. Thì ra là như vậy. Anh tính làm thế nào? Theo những gì cậu nói, lần này Tiểu Hắc trở mặt với cá mập lẫn siêu mù, người của cả hai đều đang tìm kiếm cậu ta. Phải nhanh chóng tìm được cậu ta, nếu không Tiểu Hắc và Linh Linh đều sẽ gặp nguy hiểm. Thế này nhé, tôi đi xin sếp lệnh truy nã, dẫn họ về đây trước. Những chuyện khác tính sau. Được. Cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện khám không? Không sao, đánh nhau thì là như vậy mà. Mà này, tên Tiểu Hắc đó quả thật đánh nhau rất cừ. Được rồi, tôi đi trước. Được. Nhanh lên. Tiểu Hắc, anh sao rồi? Không sao. Anh đợi một chút, tôi mua cho anh chai nước. Ông chủ cho tôi một chai nước. Được. Cứu tôi chết. Này, cứu tôi chết. Tiểu Hắc, cứu. Sếp Trương à, tôi đang làm gì? Sao có thể uống rượu được chứ? Này, cậu không nói, tôi không nói thì đâu ai biết. Tôi mở quán rượu, cậu không uống rượu thì uống cái gì? Uống nước lọc à? Vậy cũng đúng. Không sao. Nào, cạn ly. Này, cậu đang làm gì còn tới tìm tôi? Chắc hẳn là có chuyện. Sao hả? Là bất hòa với sếp à? Không phải. Bây giờ chúng tôi hợp tác rất tốt. Đúng là hết mưa trời quang mây tạnh. Thật là. Cậu biết rồi à? Vâng. Nó nói phải. Thằng nhóc thối. Nó bảo tôi không được nói, đừng để người khác biết được. Trái lại, đây là sự thể hiện tình bạn của anh ấy. Cậu có biết tôi che giấu người này, che giấu người kia cực khổ lắm không? Này, sao rồi? Nói với Jenny vẫn tốt đẹp phải không? Sếp Trương, đó là con trai sếp. Sếp muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi thẳng anh ấy. Vòng một vòng lại hỏi tôi, làm tôi ngại quá. Cậu không hiểu đâu. Một ngày nào đó cậu làm bố rồi mới hiểu được cái gì gọi là không thù thì không thành bố con. Này, không phải là cậu có con trai rồi mà giấu chứ? Đừng nói chuyện của tôi nữa. Hôm nay tôi tìm sếp là bởi vì có chuyện muốn bàn bạc với sếp. Chuyện gì? Nói đi. Tin tức trước đây tôi nhận được là chịu cho một mật thám của Tiểu An gọi là Pha Lê. Nhưng mới đây Pha Lê đã bị người ta giết. Tôi muốn hỏi sếp có thể giới thiệu một người để thay thế cậu ấy không? Tôi giới thiệu.
Này, bây giờ không giống ngày xưa. Không có tên xã hội đen nào chịu đưa tin cho cảnh sát đâu. Trừ phi có tình cảm đặc biệt. Có nghĩa là sếp có người. Hình như tôi đã từng nói với cậu, có một người cũng rời khỏi trường cảnh sát làm nội gián giống như cậu. Sau đó thì không quay đầu lại được. Nhớ chứ? Tôi tưởng rằng sếp nói đùa. Thật sự có người này sao? Thật, là mật thám của tôi. Cuối cùng là vì một vài lý do nào đó nên không làm cảnh sát nữa. Ngay cả hồ sơ cũng bị đóng kín. Cho nên người biết được thân phận của cậu ta cộng lại cũng không quá 5 đầu ngón tay. Nhưng mà anh ta có chuyện làm mật thám cho tôi không? Cậu phải thử xem. Kiểu sao các cậu đều đã từng là đồng nghiệp, có thể nói chuyện với nhau. Để tôi thử xem. Là ai thế? Hả? Anh ta? Sao thế? Có quan hệ gì à? Không phải. Anh ta trước kia là đồng nghiệp của chúng ta. Ừ. Không biết đó nha. Tất nhiên không biết rồi. Trước đây người khác cũng không biết cậu là đàn em của tôi. Làm nội gián nhất định phải bảo vệ bản thân mình. Chứ, vậy tôi nên nói cho anh ta thế nào đây? Rồi, cậu nói thế này đi. 18 tháng 9 hàng năm, sếp Trương đều đến chùa đốt giấy tiền vàng bạc cho bố cậu ta. Chứ, bây giờ muốn một lần lấy lại hết số tiền 10 năm qua về. Có được không? Chống đòi nợ thế. Bảo cậu nói sao thì nói vậy đi. Vâng, thưa sếp. Uống cùng tôi ly nữa. Tôi uống đủ rồi. Tôi đi lấy cho cậu. Sao thích ép người khác uống rượu thế? Đây là quán rượu, tất nhiên phải uống rượu rồi. Đồ ngốc. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Alo. Alo. Anh Cá Mập. Tôi là Tiểu Hắc. Thằng nhóc thối cậu, bây giờ mới biết phải gọi tôi anh Cá Mập à? Linh Linh. Phải. Cô ta đang ở chỗ tôi. Cậu muốn gặp cô ta à? Chạy 3 tiếng sau, gặp nhau ở sạp cá đường Thanh Sơn. Tôi biết rồi.